Theo hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em, ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2022, kèm quyết định 405 của Bộ Y tế, Bộ đã có quy định về dỡ bỏ cách ly hoặc xuất viện với trẻ mắc COVID-19, cụ thể như sau. Về tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với trẻ mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Đối với trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định, sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính virus SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Trong trường hợp sau 7 ngày, kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định. Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Về tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với trẻ mắc COVID-19 điều trị tại cơ sở thu dung. Thời gian cách ly, điều trị tại các cơ sở thu dung ít nhất là 5 ngày. Các triệu chứng lâm sàng đỡ giảm nhiều, hết sốt, không dùng thuốc hạ sốt trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên và kèm theo điều kiện sau. Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp, CT lớn hơn hoặc bằng 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào. Hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2, người bệnh được ra viện. Nếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR dương tính với SARS-CoV-2 với nồng độ virus cao, CT dưới 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào, hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên còn dương tính với virus SARS-CoV-2, thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày, không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm. Người bệnh sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày và đo thân nhiệt 2 lần mỗi ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời. Ngoài ra, với trẻ cách ly điều trị tại cơ sở thu dung mà có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo, cần lưu ý thời gian cách ly điều trị ít nhất là 5 ngày sau khi các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều và hết sốt, không dùng thuốc hạ sốt từ 3 ngày trở lên và kèm theo điều kiện sau. Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp, CT lớn hơn hoặc bằng 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2. Khi đủ điều kiện, người bệnh được ra viện hoặc chuyển sang cơ sở khác hoặc khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền nếu cần của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi, theo quy định. Đối với người bệnh nội trú hoặc chuyển về nhà theo dõi chăm sóc tại nhà theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR dương tính với SARS-CoV-2 với nồng độ virus cao, CT nhỏ hơn 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên còn dương tính với virus SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày, không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm. Cũng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi trẻ mắc COVID-19 ra viện thì cần thông báo cho y tế cơ sở và trung tâm kiểm soát bệnh tật của địa phương biết và phối hợp. Cơ sở thu dung điều trị có văn bản thông báo danh sách những người đủ tiêu chuẩn ra viện. Thông tin ít nhất gồm số điện thoại hoặc email, địa chỉ về lưu trú và bản chụp các giấy tờ liên quan cho Sở Y tế tỉnh, thành phố, nơi người khỏi bệnh về lưu trú. Người bệnh sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày, đo thân nhiệt 2 lần mỗi ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời, đồng thời tuân thủ 5K.